Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ cho bọ cạp khát máu đấu với lợn săn địa ngục nha. Và cả hai con này đều là chiến cơ hệ thổ của bà. À, mà con này hồi video trước mình nói nhầm sang hệ mộc thì phải. Và bây giờ mình sẽ cho hai con chiến cơ này đấu nha. Và như thường lệ thì mình sẽ chơi đấu 5 trận và mỗi trận mình kém 5 lần. Và bạn nào muốn mua chiến cơ thì có thể vào shop của mình sẽ để link bên dưới phần mô tả nha. Trận đầu tiên. Trận đầu tiên hai con nó không có phân thắng bại các bà, tính là hòa đi ha. Và bây giờ mình sẽ chơi đấu trận thứ hai luôn nha. Và kết quả nó vẫn như vậy các bạn à. Ảo thật đấy. Trận thứ ba nha. Trước mắt là thấy hai trận hòa rồi các bạn à. Và vẫn như vậy luôn các bạn. Rất là ảo ha. Trước giờ mình chưa từng thấy hai con chiến cơ nào mà nó hòa quá hai trận luôn á. Và trận thứ tư mình sẽ đổi ngược vị trí của hai con này lại nha. Tính như nào nhỉ? Chắc mình tính hòa đi ha. Và trận cuối cùng, trận thứ năm. Và trận thứ năm ta mới thấy được một con chiến cơ chiến thắng, đó là lợn săn địa ngục. Khi mà trận này nó đẩy cho bọ cạp cái máu về phía bên phải nhiều hơn. Tóm tắt lại, hai con chiến cơ này hòa hết 4 trận và trận cuối thì lợn săn địa ngục thắng. Rất là ảo ha. Và video đấu chiến cơ của mình tới đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy video này thú vị nhớ like và đăng ký kênh nhé.